Giải pháp thảo dược cho các rối loạn đường ruột trên tôm. Hội chứng phân cắn là vấn đề rối loạn đường ruột quan trọng trong ngành nuôi tôm hiện nay. Nguyên nhân gây bệnh phức tạp, các phương pháp phòng trị bệnh không hiệu quả làm cho phân cắn trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của ngành nuôi tôm. Hội chứng phân cắn khởi phát với các triệu chứng tại tuyến gan tụy rồi ảnh hưởng lên toàn bộ hệ tiêu hóa. Có nhiều nguyên nhân bệnh được ghi nhận. Thường thấy nhất trong nuôi tôm công nghiệp là nguyên nhân độc tố, bao gồm độc tố sinh ra từ tảo lam. Các độc tố khác từ môi trường như ammonia, H2S và các độc tố sinh ra từ biofilm. Bên trong bao phim, cộng đồng vi khuẩn trao đổi thông tin với nhau bằng hệ thống tín hiệu gọi là quorum sensing. Quorum sensing giúp vi khuẩn bên trong bao phim xác định số lượng xem đủ nhiều hay chưa, và khi bao phim đã chín, đã xác định đủ số lượng, vi khuẩn sẽ ra ngoài và đồng loạt tiết độc tố. Cinnabus là một giải pháp thảo dược chuyên biệt cho hiệu quả đường ruột. Cinnabus có tính hoạt động bề mặt hỗ trợ bóc tách biofilm ra khỏi bề mặt bám. Cinnabus có thể gây rối loạn tín hiệu quorum sensing, làm cho biofilm không thể chín và ngăn ngừa vi khuẩn tiết độc tố. Tại đường ruột tôm, Cinnabus bảo vệ hiệu quả hệ tiêu hóa trước độc tố vi khuẩn sinh ra từ biofilm chín. Hơn nữa, nhờ vào khả năng chống oxy hóa, Cinnabus có thể bảo vệ vách tế bào gan tụy trước những tổn hại do độc tố. Cinnabus hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh bằng cách tấn công vào biofilm và bảo vệ tuyến gan tụy trước độc tố.